và bây giờ sẽ là phần đầu tiên của chương trình Tần Số Tình Yêu, đó chính là đi tìm tần số. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón bốn ứng viên của chúng tôi. Wow. Chàng trai ở vị trí đầu tiên, xin chào bạn. Dạ vâng, em chào anh ạ. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Quá dữ luôn. Nghe như MC không biết phải đồng nghiệp mình không ta. Chương trình Tần Số Tình Yêu của chúng ta được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và tôi là Quang Minh, MC của chương trình Tần Số Tình Yêu. Ghê thiệt. Ôi, trời ơi. Định thế chỗ mình Hoàng Rapper hả bạn ơi? Khẳng định giật nồi cơm tôi luôn hay sao vậy Minh? Xin lỗi với tất cả các bạn. Thì Minh hiện tại đang làm công việc là diễn viên và MC. Ngoài ra còn thêm một nghề nữa đó là streamer. Năm nay thì Minh cũng được 28 tuổi rồi. Cũng khá là chứng chạc rồi đấy. Quê quán ở đâu mình ha? Sinh ra ở đâu thì là sinh ra ở Hải Phòng. Dạ. Còn quê quán của ông bà nội á thì nó ở Nghệ An. Vâng. Ông bà ngoại thì là ở Nam Định. Đó, và Minh thì học tại Hà Nội. Ủa sao ông bà nội ông bà ngoại gặp nhau? Đâu, quan trọng là con của ông bà nội với con của ông bà ngoại gặp nhau chứ. Bà nội bà ngoại đúng gặp rồi, nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Thời đấy là chưa xe máy, chưa có xe hơi nhiều. Bà cưỡi xe ngựa. Wow. Đó, đang đi dạo phố ở trên Trời ơi, xe ngựa mà dạo phố nữa, hoàng tử tới nơi rồi. Cưỡi xe ngựa dạo phố ở Hải Phòng. Thế là đến đúng chợ sát gặp mẹ. Đó, và hai người nhìn với nhau bằng ánh mắt đầu tiên đã yêu nhau rồi. Wow. Ngày xưa cũng có tần số tình yêu thấy không? Nhiều khi hôm nay Quang Minh cũng sẽ lập lại lịch sử của ba mẹ, yêu từ ánh mắt đầu tiên đó nha. Bạn để ngựa ở đâu rồi? Ngựa thì đang ở nhà để chuẩn bị phi tới đây để đưa bạn gái mang về nhà đó. Hôm nay bạn đến đây sẽ tìm cho mình một người bạn gái như thế nào? Mình chỉ cần một người đó là thực sự hiểu được cái nghề của mình đang làm và yêu mình bằng cả trái tim. Cảm ơn Quang Minh rất nhiều, một chàng trai rất là vui tính và thú vị. Và bây giờ sẽ là lời giới thiệu đến từ chàng trai ở vị trí số 2. Xin chào bạn. Xin chào hai anh chị MC và tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay và tất cả các quý vị khán giả truyền hình. Mình tên là Nguyễn Trí Tài, hiện là 29 tuổi, mình hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình có hai đam mê lớn là âm nhạc và nấu ăn. Ngoài ra mình cũng rất là thích thể thao. Đây là một màu sắc khác nha, trầm hơn nè, nhẹ nhàng hơn nè. Quê quán ở đâu mà có chất giọng nhẹ quá vậy bạn ha? Dạ em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Nhẹ nhàng dịu dàng chứ không đớp chát rồi giật nồi cơm nha. Em hoài vừa ý gì đó? Đâu nói gì đâu, thì ai đó dành cái ghế tôi ngồi, tôi hơi bực mình xíu thôi. Công việc hiện tại cụ thể của bạn là gì nào? Dạ em hiện tại cũng đang làm công việc cũng liên quan tới đam mê của em là âm nhạc. Em là nhạc công. Bạn chơi nhạc cụ nào ạ? Dạ em chơi guitar thùng ạ. Hy vọng là chúng ta có cơ hội để nghe được ngón đàn của anh ấy. Bạn thích dòng nhạc nào? Mình thích nhất là acoustic. Còn nhạc thì thể loại nào mình cũng thích, mỗi loại sẽ có một cái hay riêng. Những cái lúc mà bạn rảnh thì bạn thường làm gì vậy bạn Tài? Tập nhạc. Ngoài ra mình còn thích thể thao cho nên mình thường tập thể thao. Rảnh nữa thì mình đọc sách. Bạn thích thể thao, bạn thích môn gì? Mình thích bóng đá. Rồi, cảm ơn bạn. Bóng đá mà vị trí nào? Thật ra thì em đá cũng rất là dở cho nên là... Em dự bị hả? Em dự bị hả? Thường thường là cho đá ở đâu thì em đá ở đó. Bảo quản tay mình. Vậy mình làm trọng tài đi. Cảm ơn Trí Tài. Xin mời chàng trai số 3. Em tên là Nguyễn Nhật Tân. Công việc hiện tại của em á thì là về kinh doanh mảng thời trang. Vậy là bạn là nhà thiết kế hay là stylist? Nhà thiết kế. Họ làm ra những cái bộ sản phẩm rồi bán ra thị trường. Em là người mà nhập về những cái mẫu quần áo mới nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, mời chàng trai cuối cùng. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Vinh. Gia đình mình có 4 người, ba mẹ và một người em nữa. Hiện giờ thì mình làm kinh doanh, mình kinh doanh phòng trọ. Mình đến với lại chương trình này thì mình rất mong tìm được một người nào đó có thể bắt đúng cái tần số của mình. Tại vì thật sự là mình cũng hơi khó. Như vậy bạn tự thú luôn là mình là một người rất là kén chọn. Kén chọn là qua ngoại hình, qua tính cách, qua suy nghĩ cuộc sống hay là như thế nào ạ? Mình thích một người nào đó là do cảm giác của mình nhiều hơn. Như vậy anh này không phải yêu bằng ánh mắt mà anh yêu bằng cái cảm xúc là nhiều hơn. Đúng, dạ, đúng rồi. Quan trọng và sự tiếp xúc ngay từ những phút đầu tiên. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá kỹ hơn nữa về một góc riêng tư, về một vật dụng mà không bao giờ tách rời ra khỏi cái anh ấy, đó chính là điện thoại di động. Đầu tiên sẽ là hình ảnh của những chiếc ốp lưng. Xin mời. Tối hen. Riêng với anh chàng Quốc Vinh thì màu giống như đá hoa cương vậy đó. Đúng rồi. Dạ, tại vì cái điện thoại này là do bà ngoại tặng. À. Mình xài cũng được lâu lắm rồi. Và cái ốp lưng này cũng là bà ngoại chọn cho mình. Thương quá, giờ thương bà ngoại lắm nè, đúng không nào? Dạ đúng rồi. Cảm ơn bạn. Trang Ngân hỏi anh số 1. Thấy cũng đặc biệt lắm mà sao thấy ốp lưng nó đơn giản chứ anh? Những cái gì gần với anh thì anh thích nó đơn giản. Cũng như trong tình yêu á. Chứ màu mè rồi là ba bữa nửa tháng rồi lại ơi anh ơi thế này thế kia nó mệt lắm. Nên là cứ đơn giản và mình tới thôi.
ở đây ai xài ốp lưng màu mè giơ tay lên nè. Không có ốp lưng của Ngân cũng ít màu ha. Có một màu hồng thôi chứ mấy anh. Thì nhưng mà nó nổi với hình con heo nè. Con heo. Còn của Ngọc. Em móc cái này thành cho nó thành. Cái đó là 3D đó anh. Cái đó 3D vậy. Màu xanh ha. Còn Lê Lộc trời ơi cũng ít màu mè ha. Ai muốn màu gì có màu đó. Rồi cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn nữa với màn hình khóa. Xin mời. Trời ơi, chúng một đội rồi. Phải giành ưu tiên. Manchester hả? Không ngờ là anh chàng Nhật Tân lại có cùng chung đam mê với mình. Đó chính là đội bóng Manchester United, đúng không ạ? Thì đúng rồi. Ủa mình tưởng đâu là một nhà thiết kế thời trang thì sẽ đam mê về một chút xíu đó về nghệ thuật. Không ngờ lại bạn lại thích bóng đá nữa. Manchester này thì em đã thích khoảng chừng hơn 20 năm rồi. Trời trời thiệt á, bây giờ tôi bay lên tôi bắt tay cũng được luôn á. Tôi cũng 20 năm á, cái cỡ mà từ thời David Beckham mặc áo số 24 nha. Từ rồi lên đó. 60, rồi lên không 70. Không phải chỉ có hai người thích Manchester không đâu. Thôi bay mình về đi. Cảm ơn bạn Nhật Tân. Còn bạn Quốc Vinh, màn hình khóa của bạn khá ấn tượng về một bức ảnh của gia đình đúng không? Dạ đúng ạ. Cái này là bức ảnh này là gia đình mình chụp hồi mấy năm trước. Là lúc bà ngoại mình nước ngoài mới về. Và ở đây là có ba mẹ với lại bà ngoại và hai đứa em. Em nhỏ nhất là em họ của mình. Vậy là bạn có mấy người em ruột? Em ruột là có một người bên gốc thôi ạ. Em ruột có giống bạn không? Hai anh em thì hình như khác nhau. Vậy có bạn? Thể là một người giống ba, một người giống mẹ. Cảm ơn bạn, một anh chàng rất là yêu thương gia đình và để màn hình nền là gia đình nè. Chúng ta sẽ kiểm tra xem bên trong cái điện thoại của mỗi anh chàng sẽ là nội dung những gì. Đầu tiên là Quang Minh luôn nè. Bạn sử dụng những cái mạng xã hội để streaming á là mục tiêu để làm gì ạ? Kinh doanh, bán sản phẩm hay gì ạ? Chủ yếu của em đó là lên đó để trò chuyện và kết bạn thôi. Bạn ơi, bạn có thể vô danh bạ cho chúng tôi coi được không? Mình sẽ lướt từ trên xuống dưới cho bạn xem nhá. Vâng. Đó, thôi tự lên trên hẳn. Thôi mấy cái phần anh thì mình không cần xem đâu, mình xem mấy phần em cho. Em thôi. Em thử tìm luôn chiếc e cho bạn nhá. Kéo từ từ thôi. Từ từ thôi, lỡ tôi thấy một cái trái tim nào đó là tôi bắt liền. Đó. Bé mèo. Bé mèo này là một người em đang làm ca sĩ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hai anh em cũng rất là quý nhau. Quay lại nè. Quay lại nè. Tôi thấy cái chữ khách sạn nè. Khách sạn Kiều Anh là sao? Bi khách sạn Kiều Anh có nghĩa là một người này là tên là Bi và các bạn này là làm trong khách sạn Kiều Anh. Là nam hay nữ? Dạ nam ạ. Bồ Công Anh. Bồ Công Anh là một người chị ở ngoài Hà Nội. Chị mà sao không đặt chị mà đặt là Bồ Công Anh? Tại vì thật ra là tên Zalo của chị là Bồ Công Anh và mình không biết tên thật của chị là gì hết. Nói chung là điện thoại anh này thì đa số là vì công việc và những mối quan hệ xã hội thôi. Hèn chi đi giật đồ cơm người khác. Bu là ai? Bu là một người em cũng làm về thiết kế thời trang. Nhiều em quá ha. Người này là em trai không phải em gái. Cũng là công việc và gia đình thôi. Cảm ơn bạn. Qua bản chí tài đi hả? Bên màn hình bên trong cũng vậy luôn, sâu thẳm một ánh sao đêm, một trời ngàn sao luôn. Bạn có nhiều ứng dụng không? Dạ để em mở cho mọi người coi. Thực ra cũng ít lắm. Điện thoại này em cũng mới xài đây, em cũng chưa biết xài nhiều. Đa số là những ứng dụng để em tập đàn. Những ứng dụng liên quan đến guitar kìa, như là lấy tông, lấy nhịp, lấy nốt này hen. Dạ đúng rồi đó anh. Cho xem hình ảnh của bạn được không? Tặng đồ ăn không hà. Trời con trai chụp hình hoa không với em. Thực ra cái hoa này nó nằm trong dĩa đồ ăn. Thực ra em thích chụp cây. Như ví dụ như vậy. Cây này là cây kiển hả bạn? Như là cây dạng như bonsai á. Ngoài ra là hình chụp cảnh không à. Em rất là thích chụp hình nhìn tự sướng. Ủa bạn không có ảnh nào chụp với gia đình hả? Dạ thực ra điện thoại này em cũng mới xài được vài tháng cho nên là cũng không có gì nhiều hết. Có tấm ảnh này thì cũng là chụp gia đình nhưng mà là cũng đồ ăn không à. Ôi trời, ảnh gia đình đâu rồi, gia đình đâu? Đó, ảnh gia đình quay quần xung quanh bàn ăn. Dạ này vừa lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 ở nhà tôi. Ngon ghê, gồm bao nhiêu thành viên ạ? Dạ nhà em thì hiện nay cũng rất đông rồi ạ. Em có ba anh em ruột và hai anh của em thì có thêm vài đứa con nữa. Vậy có mình bạn lủi thủi có buồn không? Dạ thì thật ra cũng buồn nhưng mà cũng không buồn lắm. Mà tôi nghe đồn là bạn đã gãy đổ một lần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra thì cái chuyện của em nó cũng rất là lạ cho nên là rất là khó kể vắn tắt cho mọi người nghe. Là tôi em có kết hôn một lần nhưng mà cũng chưa có làm giấy tờ. Sau đó thì chia tay ạ. Như vậy là bạn ấy cũng đã từng một lần kết hôn nhưng mà vẫn chưa đi đăng ký kết hôn. Có làm đám cưới không ạ? Dạ có ạ. Hai bạn nữ, bạn nghĩ sao về một người đàn ông đã từng lập gia đình? Chưa có trải qua cho nên cũng nếu mà nói thì có thể... đồng cảm, quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm dành cho nhau như thế nào, cái mức độ chấp nhận, thích nghi với nhau nó có đủ lớn để mà có thể đi cùng nhau được hay không. Còn bạn Ngân, bạn nghĩ sao về người đàn ông đã có gia đình? Ngân nghĩ là người đàn ông có gia đình hay là chưa có gia đình hay là một lần đổ vỡ, bao nhiêu lần đổ vỡ cũng vậy thôi, không có quan trọng lắm. Nhưng mà cái quan trọng là vì sao lại đổ vỡ? Thực sự trong bất kỳ cái cuộc đổ vỡ nào đều xuất phát từ hai người.
quan trọng là sau khi đổ vỡ mình rút ra được điều gì. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn Chí Tài nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với bạn Nhật Tân. Đây đây đây, à màn hình nền một cầu thủ nhưng mà che mất cái mặt rồi, tôi không biết cầu thủ đây nào. Jesse Lingard chắc hẳn là anh Lingard Hoàng đúng biết không? Lật qua cái nhẹ cho thấy Lingard nào. Lingard. Rồi bây giờ các người đẹp muốn kiểm tra và tham khảo phần ứng dụng nào của chàng trai này. Cái ghi rồi, chú. Rồi cái phần ghi chú nào? Ghi chú thì mình không dễ ghi chú hết. Chưa bao giờ ghi chú luôn. À, tại vì mình có một thư ký riêng cho nên là mọi ghi chú đều là do bạn ấy sắp xếp cho mình. Bạn thư ký xinh không anh? Thư ký là nam nhé. À dạ. Cho nên là hai bạn nữ yên tâm nhé, thư ký là nam nhé. Bạn Ngọc muốn xem phần nào? Cái hộp thư tin nhắn đầy quá, mình lướt thử tin nhắn đầy quá. Ok, toàn là thuê bao không em à? Mẹ yêu của con kìa, trời ơi, lương tên thiết gần không? Thì dù mình có đi đâu thì mình vẫn là con trai của bố mẹ, cho nên là dù mình có lớn cách mấy thì mình vẫn để tên bố mẹ cho dễ thương ấy mà. Vậy còn người yêu bạn lưu tên là gì? Thì cũng tùy thôi, nếu như người yêu mình thích đặt tên gì sẽ đặt tên như vậy, hoặc là My Baby hay là My gì đó. Rồi vậy vô danh bạ nè, coi có My Baby không nè. Đây là phần M nhé và không hề có My Baby, dù còn nếu như bạn nữ nào mà chung tần số với mình thì mình sẵn sàng mình đặt là Baby có trong phần này. Rồi cảm ơn bạn. Mình vô phần hình ảnh được không bạn? Hình ảnh đây. Mình xin lỗi từ đầu nhé. Nói chung cuộc sống của anh chàng này tập trung vào công việc nhiều hơn là phụ thuộc vào. Đây là minh chứng cho cái việc mà dù mình có lớn hay không thì bố mẹ mình vẫn là người yêu thương mình. Cơm nấu rồi, thức ăn trong tủ, chúc con yêu ăn ngon miệng. Bạn thật là may mắn. Dù là mình cứ kêu bố mẹ ơi con đã 29 tuổi rồi, con có thể tự giải quyết được, nhưng mà bố mẹ luôn luôn là muốn khuyên, giải đáp mọi câu chuyện trong cuộc sống mà cho con nghe để con có thêm kinh nghiệm. Nhà bạn là có bao nhiêu anh em? Mình nhà mình có 5 người, tính mình là con út. À, út cưng đây hả? Dạ út cưng. Có thể nói là vậy. Cảm ơn bạn Nhật Tân nha. Bạn Quốc Vinh ơi, ba bạn đang bệnh hả? Dạ đúng rồi. Thấy hồi nãy có cô nào nhắn hỏi thăm á. Dạ bé đó là làm ở dưới Tây Ninh nè. À bé đó là quan hệ như thế nào? Bé đó là nhân viên của mình. À nhân viên là hai người cũng hay tiếp xúc với nhau chứ hả? Dạ đúng rồi, hai đứa có mối quan hệ rất là tốt. À rất là tốt ha. Nhưng mà nói luôn là bé đó mới có 24 tuổi à. Thì đâu có sao. 24 tuổi hôn nhân rồi em. Nhưng mà vui một cái là bé ấy có ba đứa con rồi. Ba đứa con mà sao hỏi thăm gia đình dữ vậy? MC mà hỏi giống như người yêu người ta vậy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tham khảo xem là những ứng dụng của anh chàng này như thế nào nào. Bạn ơi con cuốn này là của bạn hả? Dạ đúng rồi, nhà mình nuôi cũng 7-8 con. Ôi đông vậy hả? Dạ, mình có chụp hình rất là nhiều. Bạn có sở thích gì ngoài nuôi cuốn nữa không? Mình thích đi du lịch nè, nấu ăn nè. Hồi trước thì mình cũng có học một khóa bếp Âu căn bản. Bạn ơi cho chúng tôi xem cái list nhạc của bạn được không? Bạn thường nghe thể loại gì? Nói chung là những cái bài nào mà hay hay thì mình có thể đau được. Có anh ơi ở lại. Có anh ơi ở lại cơ. Hầu như là ballad. Đa phần là những bài nhạc nhẹ và nhạc hơi buồn tí. Thường thì buồn bạn sẽ làm gì? Thường buồn thì mình hay đi vòng vòng, nhất là buổi tối nó tạo cảm giác rất thoải mái, nhất là đi vòng những bờ sông hoặc là những cái cầu á, nó làm cho cái tâm trạng của mình rất là nhẹ. Nếu mà hai bạn nữ á có người yêu thì hai bạn nữ có thích đi vòng vòng đi bát phố, đi dạo phố rồi gì đó? Không biết có thích không mà thường không có người nào cũng tự đi ên luôn. Đi dạo vòng vòng mình luôn. Đó, Ngọc cũng hay đi mình lắm. Đi coi phim mình, đi nghe nhạc mình. Bạn hay đi một mình như vậy thì mình cũng đi một mình như vậy, thì tại sao hai đứa mình lại không đi chung với nhau? Cảm ơn các bạn. Như vậy là cả bốn chàng trai cũng đã cho phép chúng tôi được tìm hiểu các bạn sử dụng những ứng dụng như thế nào, thói quen ra sao. Và bây giờ hãy chờ đón xem chàng trai nào đã có những tần số tình yêu ấn tượng nhất. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xem chàng trai nào ấn tượng nhất trong mắt xanh của các người đẹp đây. Đối với Ngân thì Ngân cảm thấy ấn tượng với chàng trai nào nào? Em ấn tượng với anh số 3. Vị trí thứ 3 và đó chính là Nhật Tân. Chúc mừng Nhật Tân. Yeah. Vậy là Ngân thì chắc là thích thời trang nè, thích được cập nhật những phong cách mới đúng không nào?
Còn bạn Ngọc thì sao? Bạn ấn tượng với chàng trai nào nhất? Ngọc ấn tượng với chàng trai số 2. Wow, số 2. Chúc mừng Chí Tài. Xin chúc mừng Chí Tài, bạn là chàng trai tiếp theo được bước tiếp vào vòng trong cùng với Tần Số Tình Yêu. Còn một tấm vé nữa. Phần ấn tượng này sẽ thuộc về đội hình của MC, mà cái thái độ của ứng viên nó quan trọng lắm em à. Tự nhiên bây giờ mình lên chèo trên rồi. Nhưng thôi, với vai trò là một người rất công tâm, tôi sẽ nhận xét vậy ha. Một anh chàng thì bề nổi nè, một anh chàng thì chiều sâu. Cũng khá là khó để suy nghĩ xem ai ấn tượng hơn ai. Nhưng Hoàng cảm thấy Quang Minh, bạn ấy cũng có rất là nhiều điểm sáng để chúng ta thấy được rằng là đây là một anh chàng năng động, có thể bù đắp lại cái phần mà nhẹ nhàng trước ta của hai người đẹp. Đúng. Sẽ giúp cho cuộc sống hai người đẹp nhiều màu sắc hơn thì sao? Dạ. Và chúc mừng Quang Minh ở vị trí thứ nhất. Tôi trao cho bạn cơ hội để bước tiếp vào vòng trong. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu với bạn Quốc Vinh. Khá là đẹp trai đó. Thực ra chẳng cần người thứ ba xuất hiện, đôi lần cãi vã, vài ba ngày bận rộn, thêm vào chút cảm xúc mỏi mệt cũng đủ để tình cảm buông lơi rồi. Tưởng rằng đến mối tình này cảm xúc sẽ đông đầy hơn khi anh chủ động vun vén. Nhưng rồi, có nhận được cái gật đầu từ em đâu. Mình lại trở về là hai đường thẳng song song, lướt nhẹ qua nhau giữa thành phố chật chội. Chắc là Quốc Vinh cũng mê thể thao lắm đúng không? Thấy người rất là đô con nè. Không có biết là Lê Lộc. Có nhận ra hay không? Thực sự là mình tập trung cái phòng tập của Lê Lộc. Vậy hả? Sao không thấy người ta đẹp trai đến cỡ đâu? Tại vì đâu có để ý quá. Cái giờ tập của Lê Lộc cũng không có nhất định á. Không giống nhau đúng không? Lúc này lúc nọ thì mình sẽ gặp nhau, vô tình gặp nhau. Động lực nào có thể khiến bạn mê thể thao đến như vậy? Các bạn có tin không, mình hồi trước thì mình nặng 115 kg. Cái gì 115 kg? Cái người yêu đầu tiên là cấp 3, quen 3 năm, năm đại học thì chia tay mình. Không biết lý do tại sao, người ta chỉ nói một câu là không hợp. Và mình cứ nghĩ trong đầu là tại sao 3 năm, 4 năm tại sao là không hợp, và không hợp lúc đầu rồi. Và chính như vậy thì mình có động lực là mình sẽ giảm cân. Mình sẽ thay đổi bản thân mình và mình đậu đại học. Thực sự là yêu thì rất là hạnh phúc rồi đúng không ạ? Dạ đúng. Nhưng mà khi chia tay thì đôi khi thay vì mình thấy buồn bã, mình này nọ, thì tại sao mình không phải thay đổi bản thân mình và mình sẽ tốt hơn. Không biết là bạn có lưu lại cái hình ảnh mà ngày trước của bạn mà nặng 115 kg không? Before và after á. Dạ dạ có. Bạn có cho thể cho tôi xem được cho không? Mọi người thấy được không? Chia sẻ nhé. Mình rồi. Mình sẽ kết nối lại, điện thoại với màn hình nào. Chờ đón xem sự thay đổi lột xác của anh chàng này ra không sao. Không biết là hiện tại số cân của bạn là bao nhiêu nè? Số cân hiện tại của mình là 78. 78. Từ 115 xuống 78, cả một nghị lực, cả một quá trình kiên trì. Chia tay người yêu, việc gì phải buồn. Nhìn thân hình anh ấy kìa, nhận không ra luôn. Thật sự là mình bị giống như là mình càng mập á, là giống như cái nhiễm sắc tố của mình á, nó sậm màu hơn. Và mình càng giảm cân thì mình lại càng trắng sáng hơn. Lần sau mời Vinh lên đây ngồi luôn, làm nhân vật chính luôn. Đúng. Mình lựa cho anh. Hứa rồi nha. Hứa thiệt, đẹp trai điển trai. Đi ra vô vòng đăng ký lại liền. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới bạn sẽ tìm được người yêu cho mình nha. Cảm ơn Quốc Vinh. Cảm ơn. Tạm biệt Quốc Vinh.